Em xin chào các bác yêu và đam mê lan trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác về một cái nội dung, đó là kích cho hoa hồ điệp. Nó ra vào đúng vào cái dịp Tết âm lịch các bác nhé. Thì như chúng ta cũng đã biết ấy, thì cái cây hồ điệp từ khi mà nó ra vòi cho đến khi mà nó nở bông là vào khoảng độ 90 ngày. Như vậy thời điểm này á, là vào ngày 24 của tháng 9 âm lịch rồi. Như vậy là chúng ta cũng chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đón Tết. Cho nên thời điểm này là một cái thời điểm mà phù hợp nhất để chúng ta thực hiện kích hoa các bác nhá. Cây hồ điệp thì đặc tính của nó là dòng công nghiệp. Cho nên cứ khi nào mà cây nó thực sự nó sung và chúng ta lựa chọn cái thời điểm nó ra hoa để cho nó nở hoa thì các bác chủ động để thực hiện kích hoa, chứ không để cho nó ra hoa theo một cách tự nhiên. Cho nên là thời điểm này chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc là kích để cho nó ra hoa là phù hợp các bác ạ. Trước hết thì em mời các bác xem một số những cái hình ảnh về cái cây tiểu hồ điệp. Đây một loại giống mới. Nó lá là nó xếp rụt luôn đấy các bác. Thì những cái cây này em đã thực hiện em kích hoa vào 3 tuần trước. Và hiện tại bây giờ các bác nhìn thấy gần như cây nào nó cũng có vòi. Đây là vòi hoa các bác nhá. Đấy, ở kẽ đang còn này. Có những cây thì nó sẽ lên 2 đến 3 vòi hoa đấy các bác. Đấy. Đó, các cái vòi hoa của nó các bác này. Đấy. Hoa của cái thằng tiểu hồ điệp này cũng khá là đẹp. Nó phân nhánh và sai hoa. Đó. Gần như là những cái mắt nào các bác cũng thấy đều có những cái ngồng hoa từ 2 đến 3 ngồng đó các bác. Đó. Đây là cái cây tiểu hồ điệp nhá. Còn đây là cái vòi cũ các bác này. Đấy, vòi cũ chúng ta thực hiện ta cắt từ cách đây 4 tháng rồi. Và bây giờ là cái thời điểm chúng ta kích hoa thì sau 3 tuần nó sẽ được như thế này. Thực hiện 2 lần phun, mỗi lần phun là cách nhau 1 tuần. Đó, thì đây là những cái cây tiểu hồ điệp nhá. Giờ bây giờ chúng ta đi vào thực hiện các bác nhá. Để thực hiện kích hoa thì chúng ta sử dụng cái phân NPK đầu trâu MK701. Trên thị trường thì có một số cái loại kích hoa nữa, nhưng mà em thì em hay dùng loại này. Đó, giá thành nó hợp lý và em thấy kích nó cũng khá là hiệu quả. Thì chúng ta chủ yếu là chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ các bác này, 10-30-20, có nghĩa là nó giảm cái tỷ lệ đạm. Đó, nó tăng cái tỷ lệ lân. Đó, thì khi đó thì cái hàm lượng phốt pho của nó sẽ tăng, thì nó sẽ mang tính chất là kích hoa. Đó, kích hoa, kích thích ra hoa, đúng không ạ? Đó, đây là cái loại mà em sử dụng. Loại này thì nó là dạng bột, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng, cái tỷ lệ như thế nào. Thì các bác sẽ sử dụng là một cái thìa cà phê với 1 lít nước các bác nhá. Một thìa cà phê với 1 lít nước chúng ta hòa tan ra rồi chúng ta phun. Đấy, các bác phun thì phun cách 1 tuần 1 lần. Có nghĩa là lần đầu tiên, ví dụ như hôm nay là chúng ta phun thì 7 ngày sau các bác phun lại 1 lần nữa. Đấy, thì chỉ cần khoảng độ 1 đến 2 lần là chúng ta thực hiện kích là nó sẽ ra chồi hoa thôi. Còn cùng lắm là kích sang lần thứ 3, có nghĩa là sử dụng 3 tuần. Đó. Thì thời điểm này chúng ta thực hiện kích thì khoảng độ tuần sau là một số những cái cây mà sung như thế này này thì nó sẽ ra vòi hoa, tại vì cái lực của nó rất là khỏe các bác nhá. Và chúng ta khi kích chúng ta cũng lưu ý là chọn những cái cây nào nó đủ lực, nó đủ khỏe, đủ độ sung thì chúng ta thực hiện kích. Chứ còn những cái cây mà không đảm bảo thì chúng ta không nên kích làm gì. Bởi vì kích những cái cây đấy thì thứ nhất là làm cho nó yếu đi, thứ hai là nó có ra bông thì bông nó cũng không sai và đẹp. Đó, cho nên chúng ta sẽ thực hiện sử dụng phân này. Rồi bây giờ thì em sẽ thực hiện luôn cái thao tác để chúng ta cùng xem. Như vậy là trong cái xô này em đã chuẩn bị 2 lít nước các bác nhá. 2 lít nước.
thì sẽ tương ứng là em sẽ sử dụng hai cái thìa, gọi là thìa cà phê này các bác này. Đấy. Cái thìa này nó đi kèm với cái hộp đúng không ạ? Các bác cứ múc vào đấy là hai thìa. Đó. Ta bỏ vào. Em vừa quay mà vừa thao tác cho nên nó hơi khó khăn một tí. Đó, ta sử dụng hai thìa vậy thôi. Rồi sau đó chúng ta khuấy đều. Thực hiện khuấy đều. Những cái dạng này thì nó là dạng bột, cho nên là các bác khuấy là nó tan thôi. Đó. Như vậy là chúng ta bây giờ sẽ cắm vào cái máy phun để chúng ta thực hiện phun cho cây các bác nhé. Rồi các bác đang thấy em sử dụng một cái máy phun mà em cũng mới độ phun rất là tốt đúng không ạ? Đấy, các bác sử dụng phun phân và thuốc thì quá tuyệt vời. Cây nó sẽ được đều các bác. Đấy. Đó, trong cái video hôm qua thì em cũng đã chia sẻ về cái cách tận dụng những cái thiết bị mà mình có sẵn để mình làm một cái máy phun như thế này. Nó rất là tiện lợi khi mà mình sử dụng phun phân và phun thuốc các bác nhé. Đó. Thì trước khi mà chúng ta thực hiện phun phân á, hoặc là thuốc á, thì thứ nhất là vào cái thời điểm các bác nhé. Thời điểm thì nên phun vào buổi sáng. Vì sao lại phun vào buổi sáng? Bởi vì cái cây của mình nó sẽ hấp thụ cái dưỡng chất và phân, kể cả là thuốc, tốt nhất là khi mà có cái ánh nắng mặt trời, có nghĩa là có cái độ ánh sáng cao á, thì cái phần lá này nó sẽ hấp thụ này, dinh dưỡng tốt nhất. Đấy, cho nên nếu như mà chúng ta phun phân thì em khuyên các bác nên thực hiện phun vào buổi sáng các bác nhá. Buổi sáng là rất là tốt. Còn buổi chiều thì chúng ta hạn chế, tại vì khi ta phun chiều thì nó sẽ rất là nhanh đến tối. Và như vậy thì cái thời gian cây nó sẽ hấp thụ nó sẽ ngắn hơn. Đấy, chính vì vậy cho nên anh em thường là phun buổi sáng là vậy. Nó có cái lợi là thời gian ban ngày nó rất là dài. Và cái hai là nó có cái ánh sáng nó làm cho cái cây hấp thụ được tốt nhất. Khi bác phun thì phun đều các bác nhá. Phun từ gốc, lá, đó, phun đều. Và trước khi mà chúng ta sử dụng phun phân này, hoặc là phun thuốc này, thì trước đó khoảng độ 30 phút, thì các bác tưới qua một lần. Đó. Chúng ta thực hiện tưới qua một lần. Trước đó thì em cũng đã tưới rồi. Tưới qua cho cây một lần, tưới nhẹ thôi, một lần. Để cho cái phần lá nó được mở ra. Cái mạch lá nó mở ra ở trạng thái tốt nhất để nó nhận cái nguồn nước. Khi mà nó nhận nguồn nước rồi thì khoảng độ để 30 phút sau thì cái cây lúc đấy là nó cũng chưa đủ lượng nước đâu, tại vì chúng ta tưới nhẹ mà. Thì khi đó các bác lại thực hiện là phun phân hoặc phun thuốc thì cái khả năng hấp thụ của cây nó sẽ cao nhất. Chúng ta phun đều đi, một tuần một lần theo bác nhá. Rồi em như vậy thì em cũng đã chia sẻ cho các bác xong về cái nội dung là kích hoa cho cây hồ điệp. Đó. Thì tương tự như cây hồ điệp thì đối với những cái dòng như cây công nghiệp ấy, như là Vanda hoặc là Dendro, các bác cũng sẽ làm tương tự như vậy đúng không ạ? Đấy, những cái dòng cây công nghiệp thì cái mùa hoa của nó và nó sẽ không có ra hoa đều được. Cho nên tốt nhất thì chúng ta sẽ tham gia vào vấn đề là kích hoa cho cây. Thì cây nó sẽ ra đúng vào cái thời điểm chúng ta cần. Và cái chất lượng của hoa nó cũng sẽ rất là tốt. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, hãy thực hiện đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người cùng được xem cái video này. Em chúc các bác có những cái giỏ lan thật là đẹp trong những cái ngày Tết. Em xin chào.